Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, ngày thứ ba tổ chức cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng vào Lê Đức Thọ, rất nhiều phương tiện vẫn chưa chấp hành biển cấm, đèn tín hiệu giao thông, gây ra tình trạng xung đột giữa các luồng phương tiện. Ngay cả khi lực lượng chức năng đứng phân làn, nhiều người vẫn cố tình vi phạm. Theo phương án điều chỉnh của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, các phương tiện muốn đi từ đường Nguyễn Hoàng vào Lê Đức Thọ về hướng Lê Quang Đạo sẽ đi thẳng qua nút giao, sau đó quay đầu tại điểm mở giải phân cách giữa trên đường Hàm Nghi. Tương tự như vậy, các phương tiện có nhu cầu đi từ đường Hàm Nghi ra Lê Đức Thọ hướng về Hồ Tùng Mậu sẽ đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại điểm mở giải phân cách giữa trên đường Nguyễn Hoàng. Trong thời gian tổ chức giao thông, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn, tuyên truyền, đồng thời xử lý những phương tiện cố tình vi phạm gây cản trở giao thông. Sáng nay em đi cũng hơi muộn nên là em đã không để ý đèn giao thông nên là em đã dừng lại. Từ sau em sẽ để ý hơn và em sẽ quan sát rõ hơn. Ông anh đi qua đây suốt và hôm nay nó cũng để ý cái này. Vừa mới làm việc xong. Cơ quan chức năng sẽ thí điểm tổ chức giao thông tại nút giao này trong vòng 3 tháng kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sau 3 tháng sẽ có đánh giá về hiệu quả của thí điểm. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định mới để việc di chuyển diễn ra thuận lợi, tránh gây cản trở giao thông.